Chào mừng khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ hai ngày 31 tháng 10 của kênh Yêu Bóng Đá 5Go. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật ngày hôm nay, xoay quanh gala trao giải quả bóng vàng 2023. Chính thức, Lionel Messi giành danh hiệu quả bóng vàng thứ 8. Vậy là Lionel Messi đã chính thức giành quả bóng vàng 2023, một kết quả hoàn toàn xứng đáng với cầu thủ 36 tuổi khi anh đã giúp đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar. Đây là lần thứ 8 Mbunga giành được danh hiệu cao quý này, qua đó trở thành cầu thủ sở hữu nhiều quả bóng vàng nhất. Với màn trình diễn xuất sắc, tài năng độc nhất, kỷ lục gần như không thể nào bị phá vỡ. Từ giờ xin hãy gọi anh là LM8. Chúc mừng cầu thủ vĩ đại nhất thế giới từng sản sinh ra, Lionel Messi. Danh quả bóng vàng 2023, Messi tạo ra 7 kỷ lục chưa từng có. Ngôi sao Lionel Messi có thể được ví như kỷ lục gia vĩ đại của làng bóng đá thế giới. Cho đến lúc này, Messi đã tạo ra vô số thành tích chưa từng có. Và sau chiến thắng tại gala trao giải quả bóng vàng 2023 vào rạng sáng nay, Messi đã tạo ra 7 thành tích chưa từng có trong lịch sử. 1. Cầu thủ đầu tiên giành quả bóng vàng khi chơi bóng ngoài châu Âu. 2. Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành quả bóng vàng. 3. Giành quả bóng vàng khi chơi bóng cho 3 câu lạc bộ khác nhau. 4. Cầu thủ đầu tiên giành quả bóng vàng ở tuổi 36. 5. Cầu thủ có khoảng cách dài nhất giữa hai lần giành quả bóng vàng. 6. Cầu thủ có nhiều lần lọt vào top 3 quả bóng vàng nhiều nhất. 7. Cầu thủ giành được nhiều điểm bầu chọn quả bóng vàng nhất. Quả thật là quá nể phục, GOAT. Manchester City trở thành câu lạc bộ xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ 2 liên tiếp The Citizen được vinh danh ở giải thưởng này. Rõ ràng, không đội bóng nào xứng đáng hơn Man City khi họ đã giành cú ăn ba lịch sử ở mùa bóng năm ngoái. Chiến thắng căng thẳng 1-0 của Man City trước Inter Milan ở chung kết Champions League đã biến họ trở thành câu lạc bộ thứ 2 của Anh sau MU giành chức vô địch ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League trong cùng một mùa giải. Nhưng thậm chí, đối với nhiều người, cú ăn ba của Man City tỏ rõ sự thuyết phục và mang tính tuyệt đối hơn. Thách thức của Man City bây giờ là thiết lập một triều đại thống trị châu Âu để cạnh tranh với Liverpool 4 thập niên trước. Bạn phải giành chiến thắng ở châu Âu để được coi là một đội bóng vĩ đại, và chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi không muốn biến mất sau một chức vô địch Champions League. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, huấn luyện viên Guardiola chia sẻ. Trao giải quả bóng vàng 2023, Bellingham sánh đôi cùng Messi đón điều tuyệt vời nhất. Dù Bellingham đã giành tiếp được cúp Copa vào rạng sáng nay trong buổi lễ trao giải Ballon d'Or, anh được vinh danh là cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới năm 2023, kế nhiệm Gavi của Barcelona, người nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm trước. Đây được coi là một giải thưởng xứng đáng với Bellingham. Ngôi sao người Anh đã đưa Dortmund lên tới đỉnh cao tại Bundesliga và cũng tỏa sáng cùng đội tuyển Anh tại World Cup 2022 ở Qatar. Với sự xuất sắc đó, Bellingham cũng được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng và đứng ở vị trí thứ 18 chung cuộc. Ngoài Bellingham, những ngôi sao khác ở Real Madrid như là Luka Modric và Vinicius Junior cũng đã nằm trong danh sách danh giá này. Bên cạnh đó, Eduardo Camavinga nằm trong nhóm tranh giải Copa Trophy, còn Thibaut Courtois tham gia giải Yassin Trophy. Thua Messi nhưng Erling Haaland vẫn đoạt giải thưởng riêng cao quý. Trong buổi gala trao quả bóng vàng vừa qua, Erling Haaland tham dự và giật danh hiệu Gerd Müller, giải thưởng dành cho cây săn bàn xuất sắc nhất của năm. Với 53 bàn cùng 3 kiến tạo trong mùa giải vừa qua tại Man City, dễ hiểu khi ngôi sao người Na Uy đã chính thức trở thành tiền đạo xuất sắc nhất năm 2023. Còn ở hạng mục tranh cử của bóng vàng, Haaland đành chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại Lionel Messi. Vinicius Junior chiến thắng giải thưởng Scott Race. Scott Race, giải thưởng đầy tính nhân văn dành cho cầu thủ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hướng đến một thế giới bóng đá bình đẳng tốt đẹp hơn. Và Vinicius trong một năm qua đã đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc và gây quỹ từ thiện cho các cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ở hạng mục tranh cử danh hiệu quả bóng vàng, ngôi sao của Real Madrid lọt vào top 10 và cùng nhau chễm chệ ở vị trí thứ 6. Có thể nói đây là một bước tiến đáng kể của Vinicius, người đang dần dần trở thành chủ công tương lai tại Bernabeu. Đoạt quả bóng vàng thứ 8, Messi phát biểu gây sốc khi không màng đến Ronaldo. Messi vừa nâng tổng số lần giành giải thưởng của anh lên con số 8, đồng thời cũng trở thành người có nhiều lần giành Ballon d'Or nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau nhiều năm cạnh tranh gắt gao với Cristiano Ronaldo, bây giờ Messi đã tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ truyền kiếp của mình, đặc biệt là chiếc vô địch World Cup mà Mbunga giành được cùng với đội tuyển Argentina tại Qatar 2022. Theo Mirror dẫn lời M10, tôi đã nói điều này nhiều lần, quả bóng vàng rất quan trọng do sự công nhận ở cấp độ cá nhân, nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng nó. Điều quan trọng nhất đối với tôi luôn là các giải thưởng ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển. Tôi thật may mắn khi đã đạt được mọi thứ trong sự nghiệp của mình, nhất là World Cup. Tôi ít nghĩ về giải thưởng của bóng vàng hơn nhiều. Giải thưởng lớn nhất của tôi là World Cup và tôi thì vẫn đang tận hưởng nó.
Nếu có thêm quả bóng vàng thì tốt, còn nếu mà không thì chẳng có gì xảy ra. Tôi thật may mắn khi đạt được tất cả các mục tiêu trong sự nghiệp của mình. Và giờ tôi có những mục tiêu mới với Inter Miami. Đáng chú ý là trong quá khứ, có một lần Messi từng thừa nhận thấy khó chịu khi nhìn Ronaldo chiến thắng. Khi còn ở Barca, tôi đã từng cảm thấy tổn thương khi anh ấy giành được danh hiệu thứ 5. Tôi không còn ở đỉnh cao nhất nữa và tôi không thoải mái lắm với điều đó. Sau đó thì tôi có thêm 2 danh hiệu vào 2019 và 2021. Về cơ bản thì cuộc đua giữa tôi và anh ấy đã khép lại. Tôi tự hỏi không biết có ai có thể đuổi kịp được mình nữa hay không. 7 danh hiệu thực sự là một con số ấn tượng. Rõ ràng việc có nhiều danh hiệu hơn kỳ phùng địch thủ trong giai đoạn cuối của sự nghiệp khiến Messi không còn quá mặn mà với quả bóng vàng năm nay. Tuy nhiên, với những màn trình diễn xuất sắc trong một giải trước, việc Messi thêm một lần nữa được vinh danh là điều không thể tránh khỏi. Quả bóng vàng 2023 ra tuyên bố khiến tất cả choáng váng về Ronaldo. Vào đêm qua, Cristiano Ronaldo có lần đầu tiên vắng bóng trong danh sách đề cử quả bóng vàng kể từ năm 2004. Trước bối cảnh trên, Vincent Garcia, tổng biên tập của France Football đã tiết lộ lý do Cristiano Ronaldo không được đề cử cho quả bóng vàng năm nay, đồng thời tuyên bố một cách tàn nhẫn rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không xứng đáng với điều đó. Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo không phải là chủ đề thảo luận đối với chúng tôi. Anh ấy không tỏa sáng ở World Cup và chơi một giải đấu ít được biết đến hơn, nhưng anh ấy vẫn là một cầu thủ xuất sắc, Vincent Garcia khẳng định. Ronaldo đã có một mùa giải cực kỳ đáng thất vọng ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia vào hồi năm ngoái. Anh chỉ ghi được một bàn thắng và mất vị trí trong đội hình xuất phát ở vòng loại trực tiếp khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi FIFA World Cup 2022 tại vòng tứ kết. Tệ hơn nữa, cầu thủ 38 tuổi đã bất hòa với huấn luyện viên Manchester United, đó là Erik ten Hag, và bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 11 năm 2022 sau khi chỉ ghi được 3 bàn sau 16 lần ra sân. Ronaldo đầu quân cho Anas của Saudi Pro League trong nửa sau của mùa giải. Anh ghi 14 bàn sau 19 lần ra sân, bất chấp những thành tích kể trên. France Football dường như không coi trọng nỗ lực của Ronaldo ở một giải đấu hạng thấp. Bí ẩn chiếc dương báu đựng quả bóng vàng Messi vừa nhận được. Hãng thời trang xa xỉ của Pháp đã lãnh trọng trách thiết kế chiếc dương đựng quả bóng vàng 2023. Không chỉ là một mà là hai chiếc dành cho hai giải thưởng nam và nữ. Theo WWD tiết lộ, chiếc hộp đặc biệt này được chế tạo bởi bàn tay của các nghệ nhân tại xưởng sản xuất lâu đời của Louis Vuitton nằm ở Asnières, Île de France. Bề mặt của chiếc dương báu sử dụng loại vải canvas đặc biệt với họa tiết Louis Vuitton quen thuộc. Điểm nhấn là chữ V rất lớn bằng vàng tượng trưng cho thương hiệu thời trang Pháp, đồng thời cũng là biểu tượng, biểu trưng cho chiến thắng, Victory. Phía trong có một ngăn kéo kiêm chân đế của bóng vàng, còn phía ngoài là hệ thống khóa và móc cài bằng đồng quen thuộc đã hiện diện trên những chiếc túi Louis Vuitton suốt 160 năm qua. Được biết, các nghệ nhân của Louis Vuitton đã mất nhiều tháng trời để thiết kế chiếc dương đặc biệt này, từ lên ý tưởng cho tới thực hiện. Chiếc dương báu không chỉ giúp tôn vinh sự danh giá của quả bóng vàng mà còn khẳng định vị thế của hãng thời trang Pháp trong các sự kiện thể thao. Những năm gần đây, Louis Vuitton đẩy mạnh chiến dịch Victory Travels in Vuitton bằng việc thiết kế hộp đựng quyền quý cho những chiếc cúp thể thao tại các giải đấu lớn như đua xe công thức 1, NBA, FIFA World Cup, Roland Garros. Bóng vàng chưa đủ, Lionel Messi sẽ nhận danh hiệu đỉnh cao 30 năm mới có một lần. Sau khi có lần thứ 8 nâng cao danh hiệu quả bóng vàng, Lionel Messi đứng trước cơ hội lớn để giành được danh hiệu cá nhân, thậm chí còn cao quý hơn cả quả bóng vàng. Không gì khác, đó chính là danh hiệu siêu quả bóng vàng. Đây là giải thưởng để vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong vòng 3 thập kỷ. Lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất danh hiệu này được trao là năm 1989. Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có một cầu thủ duy nhất nhận được vinh dự này, đó là cố huyền thoại Alfredo Di Stefano. Với sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo Real Madrid, ông đã giành chiến thắng trước hai ứng cử viên nặng ký khác là Johan Cruyff và Michel Platini để nhận vinh dự này. Ban đầu chỉ có những cầu thủ châu Âu đủ điều kiện để tranh cử siêu quả bóng vàng. Thế nhưng quy mô của danh hiệu đã được mở rộng trên toàn thế giới, nên Messi hoàn toàn đủ điều kiện đề cử. Nếu như đúng theo chu kỳ 30 năm, giải thưởng siêu quả bóng vàng sẽ được diễn ra vào năm 2029. Lionel Messi đương nhiên là đối thủ nặng ký nhất trong danh sách này khi đã sở hữu đủ những danh hiệu cá nhân cũng như tập thể cao quý nhất sự nghiệp. Dù đã có tới 7 danh hiệu quả bóng vàng và sắp tới có thể là 8, thế nhưng siêu quả bóng vàng sẽ đánh dấu sự nghiệp đỉnh cao chói lọi của Mbunga. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 31 tháng 10 của kênh Yêu Bóng Đá 5G với những nội dung nóng nhất xoay quanh gala trao giải quả bóng vàng 2023. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những bản tin tiếp theo.